Đức sao ca lớp sàng là máy thì em kết nối Zoom, kết nối interview là vào được mà. Mà xem cả chương trình thì mình cứ hỏi tên giảng viên Tam. Em sẽ nhờ bác ấy dịch cho mình các cái tên danh sách không biết cái gì cả. Bác có thể giải thích cho bọn em các cái kênh bên cạnh là tên nó là gì không? Nhìn nó dễ thôi. Cái cổng đèn người trước sẽ tăng, thì thầy cũng nói. Thầy cũng nói thì giờ nó hỏi, chứ chị nó hỏi trước. Thầy phủ đầu trước là mình muốn học gì mới nhận êm vào luôn. Chú, chỉ có chú mới dám phủ đầu thầy. Ai dám phủ đầu thầy. Tăng cái thầy bảo lưu lượng, tăng giảm cái lưu lượng. Alo. Bây giờ đang vào lại cái du à cái phần mềm có đăng ký lỗi. Người tập trung học cái bài này. Dạy cái đọc nào. Anh có quay được không? Có quay hết rồi nhưng mà mấy nữa sẽ phải edit lại để cái gì sao tâm ơi gì tắt rồi à chưa tắt à tắt rồi mà tắt hết rồi. Tắt rồi, anh bảo tắt rồi.
Ừ, chỗ nào? Tắt mic từ xa của anh. Alo, 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 alo. Alo. Hơi gần. Cái ca kia hay là mình mang cái laptop của mình lên được thì ạ, bảo Đức được mang laptop lên được trong cái laptop đúng không? Ừ, đang đi giấc ngủ ấy. Đó, được. On va commencer la lecture des tracés. Donc, c'est une session qui va être interactive. On va vous demander de participer. Đây chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đến phần mà phân tích các cái kết quả. Chúng ta sẽ mọi người sẽ cùng tham gia để phân tích cái kết quả này. Donc sur cet enregistrement, c'est une polysomnographie. On a les différents signaux. On a l'activité musculaire au niveau des mentons. On a le bruit. On a le flux nasal. On a la thermistance. On a aussi le flux qui est déduit des sangles thoraco-abdominales. On a la saturation. Et on a la sangle thoracique, la sangle abdominale et le bruit. Đây là một cái bản ghi đo đa ký giấc ngủ. Hai kênh trên đầu là hai cái kênh về điện cơ ở cằm và điện cơ ở chi. Hai kênh điện cơ ở cằm. Tiếp đến là cái tiếng thở, tiếng ngáy. Sau đó đến cái lưu lượng qua mũi. Cái lưu lượng mà tái tạo qua cái cử động ngực bụng. Rồi cái cảm biến về nhiệt. Tiếp đến là SPO2. Rồi đến cái cử động về ngực, cử động về bụng. Và cái mạch của bệnh nhân ở dưới. Et sur la partie EEG, trên cái cửa sổ về điện não đồ, l'activité oculaire, les yeux, hai cái đầu tiên đó là cái hoạt động của mắt, et les voies EEG, les trois voies EEG, ở dưới là cái của não, điện não. D'accord. Donc si on reprend la partie ventilatoire, en début de nuit, on voit qu'il y a beaucoup d'activité musculaire. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần mà cái cửa sổ mà điện đo đạc cứu hấp, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cái cái hoạt động của cơ và cái rất là nhiều cái tiếng ngáy. Une respiration qui est très variable. Và cái hoạt động hô hấp của nó rất là biến đổi. Và cái cử động ngực bụng cũng vậy, biến đổi liên tục. Et si on prend le G qui va avec, on a une activité d'éveil. Và trên cái điện não đồ thì chúng ta thấy một cái trạng thái thức của bệnh nhân. Donc c'est une activité qui est très rapide. Những cái hoạt động rất là nhanh. D'accord? Oui. C'est bon pour tout le monde? Mọi người có hiểu không? Có. Oui, oui. Alors. Donc on fait défiler. On voit que l'activité musculaire commence à diminuer. On voit que la respiration est plus régulière. Hoạt động cơ nó bắt đầu giảm xuống và cái hoạt động hô hấp nó bắt đầu đều đặn hơn. Donc le patient doit être couché, il est peu actif. Và đây là khi bệnh nhân bắt đầu nằm xuống đi ngủ, bắt đầu nó sẽ ít hoạt động hơn. Donc on avance, là il est 23h, c'est ça? Non, pardon. 17h, oh, ça commence très tôt. Alors en général, on sélectionne l'heure de démarrage d'enregistrement avec la période où le patient se couche habituellement. On lui demande à quelle heure il se couche habituellement, on déclenche l'enregistrement à la même heure. Là đây là một cái bản ghi kéo dài, bệnh nhân mà có cái biểu hiện mà
buồn ngủ liên tục, những bệnh lý buồn ngủ quá mức liên tục lâu như thế này. Là il est toujours pas bougé, il est toujours très actif. Hiện tại nó vẫn trong cái giai đoạn mà bệnh nhân chuẩn bị những cái hoạt động, những cái hoạt động của cơ rất là nhiều. Toujours, donc là il dort pas du tout, donc c'est quelque chose qu'on retirera de l'analyse. Son talent résumé tout un résultat. Mais sur résultat. Non, pardon, c'est pas. Ah oui, mais attends, on a tout effacé. Oui, tout s'est effacé. On a juste un petit problème, attendez. Ah oui, mais tout est effacé. On a effacé aussi les positions et tout. Tout est effacé. Bon. Tout est effacé. On commence avoir une respiration très irrégulière avec des variations d'amplitude du flux. Đây thì bắt đầu chúng ta thấy rằng là cái lưu lượng có biến đổi. Et si une grosse activité, un arrêt respiratoire qui dure. Cuối cùng mà đầu tiên là thở mạnh rồi giảm 14 secondes trong vòng 14 giây, tức là giảm hẳn hoạt động hô hấp trong vòng 14 giây. Et une perte d'activité, il y a peu de mouvements thoraciques, il y a des mouvements abdominaux. Không có cái cử động ngực đúng không ạ? Nhưng mà nó vẫn còn cử động bụng. Et c'est suivi d'une bradycardie et d'une désaturation. Tiếp sau đó là một cái biến cố nhịp tim chậm lại và giảm oxy máu. Avec une forme de désaturation qui est asymétrique, il y a une décroissance lente et une remontée rapide. Đây là cái dạng mà nó giảm khoảng bộ độ bão oxy máu xong nó sẽ tăng lên ngay sau đó. Donc ça, ça vous évoque quoi? Các bạn nghĩ đến cái gì? Gợi ý bạn đến các bạn đến cái gì? Là on peut dire qu'il y a pas de flux, hein. Ça compte pas, c'est minime, c'est tout, très faible. Trong cái phần đấy thì cái mà lưu lượng mũi nó rất là đoạn này nó rất là thấp. Vẫn có tiếng đi lại, chỉ vẫn có cái tiếng ngáy, em nghĩ giảm thở. Hypomnée. Et de quel type? Quel type? Loại gì? Giảm thở tăng nghẽn. Obstructif. Alors je pense que c'est carrément une apnée parce qu'il y a plus de 90% de réduction de l'amplitude. On peut dire que c'est apnée. Et en effet, c'est plutôt obstructif parce qu'il y a la grande reprise respiratoire après l'événement, la forme de désaturation qui est asymétrique. Et c'est le hypopnée ou le apnée? C'est apnée. Apnée, parce qu'on est à plus de 90% de réduction du flux. Cái này thì nó là cái ngưng thở vì cái biên độ của cái lưu lượng oxy nó giảm hơn 90%. Nhưng mà vẫn còn tiếng ngáy. What about the volume? Mais il y a encore les ronflements. Mình cả xin hỏi cái nếu mà tắc nghẽn thì sau cái cử động bụng giảm. Còn thì đúng tắc nghẽn thì. C'est vrai que ça prend pas très bien. Ouais, mais le signal est pas très bon. Il est pas très bon. Pour tenir compte des. En fait, quand on fait un enregistrement du sommeil, c'est rare que tous les signaux soient très bien captés. Donc parfois on a un mauvais signal. Ở đây thì nó do cái tín hiệu chỗ ngáy là nó không tốt em ạ. Đấy. Chứ không phải là còn tiếng động. Từ khi mà chúng ta đo đa ký hô hấp và giấc ngủ ấy thì rất là hiếm khi mà tất cả các kênh nó đều hoạt động tốt. Đấy, đôi khi kênh này được kênh này thì nó mất tín hiệu. Đấy. Đấy, ici. On a aussi une très grande réduction avec quasiment pas de débit. Cái vùng này thì nó gần như là không còn cái lưu lượng. Si
on voit que les sangles, la sangle thoracique ne bouge pas et qu'il y a une désaturation asymétrique. Donc encore un événement. Cũng thấy một cái giảm độ bão hòa oxy máu, đúng không ạ? Gần như cái lưu lượng giảm gần như toàn bộ và cái cử động của ngực bụng cũng gần như không có. Đây là cái gì? Oxy. Ici. Tăng nghẽn. Parce qu'il y a une réduction de 50% du débit ou entre 30 et 50 suivi d'une désaturation. Tức là cái vùng này là một cái giảm thở, đúng không? Do giảm 50% cái lưu lượng và có hiện tượng giảm độ bao oxy máu. Et on voit très bien, c'est le plateau inspiratoire avec l'aspect en forme de chaise. Tức là cái hình ảnh bình nguyên của cái thì hít vào. Et ici le signal, la grande reprise respiratoire avec le signal qui est arrondi. Cái vùng mà thở bù lại phía sau. Ok. Em hỏi lại cái đoạn phía trước ấy, cái đoạn phía trước ngay phía trước bác ấy bảo là cử động ngực bụng gần như là không có rồi thì vậy sao lại cốt là chất tăng nghẽn này? Nhưng mà nó vẫn còn thấp thôi. Ý là nó thấp. Ý là nhìn nó gần như không còn nhưng mà nó vẫn có. On a pas l'opposition de phase sur les sangles, ça arrive. Au niveau des sangles, au niveau abdominal, il n'y a pas l'opposition de phase, ça arrive. Ở đây thì thấy rằng là cái phần mà cử động ngực bụng thì nó cũng không có cái biến đổi gì bình thường, đúng không ạ? Ici, une nouvelle fois, hypopnée obstructive. Hypopnée obstructive, moi. Oui. Tức là giảm thở tăng nghẽn. Đúng không? Mọi người đồng ý nhé. Avec la limitation débit, le plateau, la désaturation asymétrique, la grande reprise respiratoire. Et là, il y a un peu de bruit. On le voit là le bruit. Tức là nó sẽ có cái giảm lưu lượng thở này, rồi giảm độ bão oxy máu này, có cái thở bù đằng sau này. Và cái tiếng mà tiếng động ngáy tăng lên lúc mà người ta thở bù. Okay. Donc, soit on sélectionne la période et on va chercher l'événement en faisant un clic droit et on score l'événement. Chúng ta sẽ chọn cái phần mà có biến cố về hô hấp, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ code là cái loại nào. Cho em hỏi luôn là cái đường cơ bản ở đây thì bác có xác định ở đây không, hay là bác xác định ngay từ đầu phía trước rồi mà máy nó sẽ tự so sánh. Đấy. Máy nó sẽ tự so sánh. C'est comment on peut dépister la ligne en basse. Comment? La ligne en basse. On doit déterminer la ligne. La ligne en basse. La ligne de basse. Ou le logiciel détermine automatiquement. On se met à un moment où on pense que le patient ne dort pas. Ici là. Tức là tu xem vào cái lúc mà đoạn đầu ấy, từ lúc này. Vào cái nhân. Nhưng mà những cái đoạn sau thì mình chỉ cần chỉ vào cái đấy là máy nó sẽ tự cho mình biết là bao nhiêu phần trăm đúng không ạ? Hay là không có thể so sánh cái lúc này. Không có đâu, so sánh bằng mắt. Thế là anh. Anh Đức ơi, chưa hỏi. Mình phải xác định cái bệnh nhân đã ngủ rồi, mình phải đọc chứ. Đúng rồi. Là anh chưa en train de zoomer. Nhưng mà j'ai affiché les valeurs. En faisant clic droit, afficher les valeurs. Et on a la valeur absolue du flux. Et donc on peut. Tức là chúng ta có thể chọn các chế độ để nó gắn các cái chỉ cái giá trị của lưu lượng ấy, trong cái biểu đồ này. Mais avec l'habitude, à l'œil, on le voit. Et donc on prend comme ça tout l'enregistrement. Chúng ta sẽ có những cái chúng ta sẽ code lại cả cái bản ghi tương tự như vậy, đúng không? Alors, ce que l'on fait en général, les appareils peuvent faire une analyse automatique. Donc on lance l'analyse automatique sur le flux nasal. OK? Donc la machine va détecter tous les événements et après le médecin va relire pour trouver les événements. Tức là bình thường thì máy nó sẽ tự động
tất cả những biến cố này, tự đọc đâu là ngừng thở, giảm thở. Tuy nhiên thì bác sĩ phải đọc lại, kiểm tra lại hết tất cả những cái này có đúng hay không. Là il fait l'analyse, il est à 35%, 36. Thế là bây giờ bật chế độ máy nó phân tích. Đấy, nó sẽ tự động nó chạy, đợi cho nó xong rồi. Thường cái này bật lên nó xong luôn. Anh cóp lên phát là nó tự động luôn. Ici vous avez ce que l'on disait ce matin, c'est qu'il y a un événement respiratoire qui se termine par un micro-éveil, la grande reprise respiratoire et un petit mouvement de jambe qui correspond au micro-éveil. Ở đây chúng ta thấy rằng là như chúng ta đã được học ấy, tức là một cái biến cố ngừng giảm thở ấy, thì nó sẽ theo sau nó ấy, thì nó sẽ là một cái vi thức giấc, đúng không ạ? Đấy, và có một cái cử động chân đấy, ở sau cái biến cố mà giảm thở, ngay sau cái biến cố giảm thở đấy. Et voici la correspondance avec les voies EEG. Đây là cái đoạn tương ứng trên điện não đồ, đúng không ạ? Ça c'est l'hypopnée obstructive que l'on a mis. Le patient l'a dormi et on s'est de et on voit ici le micro-éveil avec l'accélération de l'activité cérébrale et le mouvement musculaire, la petite reprise musculaire qui accompagne le micro-éveil. Đây là cái đoạn là tương ứng cái đoạn là bệnh nhân bị giảm thở. Thấy rằng là trong lúc mà giảm thở thì bệnh nhân đang ngủ, có vẻ là trong cái giai đoạn N2 đúng không ạ? Ngay sau đấy thì bệnh nhân có một cái vi thức giấc biểu hiện bằng những cái sóng điện não nó tần số nó tăng lên và kèm theo đó là cái cử động tăng cái trung lực cơ. Donc là, on est en époque de 30 secondes, alors que tout à l'heure pour la respiration, on était en phase de 5 minutes. Tức là khi mà phân tích điện não thì cái mặc định của nó là để cái cửa sổ là 30 giây. Còn khi mà phân tích cái biến cố hô hấp thì thường người ta để là 5 phút. Donc l'aspect en plateau, on le voit plus parce que c'est très étiré. Và khi mà để trên điện não thì chúng ta không nhìn rõ cái bình nguyên vì nó bị kéo giãn. Donc là l'appareil a travaillé, l'analyse automatique s'est faite, vous voyez, il a rajouté tous les événements. Mà khi mà máy nó phân tích rồi thì chúng ta thấy là nó sẽ bổ sung rất nhiều cái biến cố vào đây. Et le travail du médecin dedans, ça va être dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Vâng, việc của chúng ta khi mà đọc nghĩa là chúng ta xem là có đúng hay không, có đồng tình với máy hay không. Par exemple ici, l'hypopnée, je pense qu'elle commence plutôt ici. Có thể điều chỉnh nhé. Et même qu'il y a là bổ sung ở đây thêm một cái giảm thở này này. Mười giây chứ? Mười giây nó mới ghi chứ? Ah, si, 10 secondes. 11 secondes. Voilà. Cái đoạn này nó phải đủ 10 giây. On retient les événements de plus de 10 secondes. Đó là những cái biến sự kiện nó xảy ra nó phải trên 10 giây. Et donc on étudie page par page, on fait des filets. Et moi j'aime bien leur expliquer, pardon. Après l'hypopnée, il y a une, j'appelle ça moi la reprise ventilatoire, c'est pas tellement décrit. Tu sais qu'après que le mouvement thoracique, que la ventilation est plus ample. Ouais, voilà, juste après. C'est l'événement obstructif avec la limitation de débit, la désaturation qui suit et la grande reprise respiratoire qui est bruyante. Tức là sau một cái biến cố hô hấp ấy, giảm thở đây thì thường nó sẽ có một cái giai đoạn mà thở bù lại. Như chúng ta thấy đây, rất là hay gặp mình hình ảnh như thế. C'est vraiment le ronflement. Theo đó là cái giảm độ bão hòa xi máu sau. Được sang 5 phút. Alors ici, l'appareil n'a pas pris. Đây thì máy dòng nó. Il estime que c'est trop court. Một đoạn này có thể chúng ta thấy nhưng mà nó rất ngắn, đúng không ạ? Không đủ. Donc il n'y a pas la diminution de 30%, 50% d'amplitude. Đoạn này có vẻ chúng ta thấy rằng là nó giảm khoảng 50%, đúng không ạ? 35% cái lưu lượng.
Mais pourtant, il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement, puisqu'il y a une désaturation, comme dit Bouchard. Je suis sûr que si on regarde le G... What did you expect? Attends, on se demande, on pose la question. À votre avis, à le G, il va y avoir quoi? Il va chercher quoi, le G? Cái câu hỏi ở đây là vậy thì chúng ta bật cái cửa sổ điện não lên để làm gì? Il a vérifié. Comme il a vu qu'il y avait une chute du débit mais qui était modérément significative et une désaturation, officiellement on ne pouvait pas coter l'événement, sauf s'il y avait eu un micro-éveil. Et c'est pour ça qu'on est allé. Là maintenant on va voir à l'EEG s'il y a un micro-éveil au même moment. Et là on est en stade 3 avec la fréquence est très basse, ça c'est 1, 2, 2, 3 Hz. Donc une activité cérébrale très lente, on a un sommeil lent profond. Là on est voilà activité. Cái đoạn này là được trong giai đoạn giấc ngủ N3, cái sóng chậm. Et les mouvements oculaires sont lents. Et en plus il y a une activité, ça c'est l'EEG. Ah il y en a pas, ouais c'est bon. Et cuối cùng là cơ động mạch à? Donc parce qu'il y a cơ cảm. Donc on fait filer. Donc t'as pas retenu l'événement. Ici par exemple, j'ai pas retenu l'événement. Ici par exemple, l'appareil s'est trompé. Il fait démarrer l'épisode ici. C'est un đoạn mà máy nó nhầm ấy đúng không ạ? Thế là nó cốt nhầm cái thời lượng này. Et du coup, il se termine là. Nó phải ngắn hơn. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Là, si en revanche, je regarde le G. Soit là, quay lại nhìn cái phần điện não đây. Il n'y a pas de micro-éveil. Không có vi thức. Đúng không? Ici, en revanche. Ouais. Cái đây là trong đoạn này là cái gì ạ? Est-ce que vous mettez un événement ici? Chúng ta sẽ cốt cái đoạn này là biệt cố ạ. Giảm thở, có biệt cố, có giảm oxy, có bụng nền. Cái bụng nền. D'accord. Dễ rồi. Alors après, il est parfois. La question c'est est-ce qu'on cote hypopnée centrale, hypopnée obstructive? C'est difficile souvent. Là, c'est caractéristique. C'est obstructif, c'est sûr, parce qu'il y a la limitation des vides, la grande reprise respiratoire et le bruit. Donc là, on est sûr que c'est obstructif. Parfois, c'est plus difficile. Donc, on ne code pas forcément hypopnée obstructive ou hypopnée centrale. On code hypopnée et ça suffit. Alors, mais là, il a pas, là, comme on a les sangles, ben, il n'y a pas. Il n'y a pas d'opposition de phase sur les sangles non plus. Tức là khi mà đánh giá là giảm thở thì chúng ta cũng phải có nghĩa là có thể cần đánh giá là nguyên nhân là tắc nghẽn hay trung ương, nhưng mà đôi khi nó rất là khó. Đấy. Mais như ở đây nó điển hình thì nó thấy rằng là nó có giảm lưu lượng thở này. Mais on a assez d'arguments pour dire que c'est obstructif. Ça peut pas être central. Quand c'est bruyant, c'est pas central. Vì nó có cái tiếng thở ra, tiếng thở của bệnh nhân, cả cái tiếng với cả cái giai đoạn thở bù, đúng không ạ? Nó thì gần như nếu mà có cái tiếng thở bù thế thì chắc chắn không phải là ngừng thở trung ương. À, hơi giảm thở trung ương, đúng không ạ? Et ce matin, on parlait de l'activité sympathique. Vous voyez la variation du pouls qui est très, très importante. Le pouls n'est pas du tout régulier. Một cái điểm nữa chúng ta xem là cái mà biến đổi của mạch của bệnh nhân. Si tu peux grossir le petit sphincter, on va voir. Est-ce qu'il est en sens? En dessous le pouls. Chúng ta xem cả cái kênh plethysmogram sóng mạch. Voilà, on voit bien les variations de l'onde de pouls, hein, ce qu'on disait hier. On voit bien la, ce qu'on disait hier, les variations de l'enveloppe de l'onde de pouls du plethysmogramme. Chúng ta thấy rằng là có ở đây khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ sóng mạch ấy, thì thấy là nó biến đổi, cái biên độ nó biến đổi rất là lớn. Rồi, thế lúc tắc nghẽn là biến đổi sóng mạch sẽ giảm hay tăng hay không? Biến đổi không giảm hay tăng, biến đổi. Đang tắc nghẽn mà, đang tắc nghẽn mày. Tous les critères pour l'obstructif. Đấy là tất cả những cái đặc điểm của những cái đặc điểm của những tắc nghẽn. Ici, moi, cet événement, par exemple, je le supprimerai. Đấy, ví dụ có một đoạn là tôi sẽ bỏ đi. Không phải là biến cố. Alors après, il y a un critère dont on ne tient pas compte. C'est dommage maintenant. C'est la durée des événements. Có thể là liên quan đến cái thời lượng của cái biến cố nó không đủ. Là, par exemple, il y a mis deux événements. Je ne suis pas sûr qu'il y ait deux événements. Je crois que j'en ai qu'un. Ví dụ như cái kia là máy nó cốt là hai biến cố ạ. Ok. Mình chỉ chọn là một cái đó. Il a estimé qu'il y avait une reprise respiratoire, donc il fait un premier événement, un deuxième événement.
Vì ça compte pas, faut compter un seul. Có thể mọi người sẽ nhầm vì nó có thể cho là cái đoạn ở giữa ấy, nó thở bù. Nhưng mà không phải, nó chỉ là một cái biến cố đấy. Après, quand on a un patient comme ça qui va avoir un index très élevé, parce qu'il y a beaucoup d'événements de ce type, bon, on n'est pas à quelques-uns près. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne tient pas compte de la durée des événements, de la durée des désaturations, qui est aussi un critère de gravité de la maladie. Mais en fait, il n'y a aucun critère international actuellement là-dessus. C'est... On prend l'index d'altérité, IH, la désaturation, on prend l'index de désaturation, on prend le temps passé en dessous de 90% de saturation, et c'est tout. On ne tient pas compte de... Parce que c'est quand même différent de faire une apnée, une hypopnée qui dure 15 secondes ou 50 secondes. La gravité n'est pas la même. Tức là khi mà chúng ta để máy đọc ấy, một số trường hợp là người ta cốt nhầm thì nó thay đổi cái số lượng cái biến cố, đúng không ạ? Thấy rằng là đối với những cái trường hợp mà ngưng thở thì hiện tại thì nó cũng chưa có những cái đồng thuận quốc tế nào nói đến cái mức độ, tức là cái thời lượng của cái biến cố đấy, mà đánh giá cái mức độ nặng nó vẫn chủ yếu là cái chỉ số ADI thôi, kể cả cái chỉ số giảm độ bão hòa oxy máu chẳng hạn, thì nó cũng không có một cái khuyến cáo quốc tế là giảm bao nhiêu thì để đánh giá mức độ nặng, nó vẫn chỉ là ADI thôi. Tuy nhiên là thì nó một số trường hợp thì nó giảm nặng, ví dụ dưới khoảng 60% là thì cũng là nặng, đúng không ạ? Còn chủ yếu nó vẫn là dị dựa vào cái chỉ số ngưng giảm thở. Alors on a dit qu'on étudiait, le flux nasal avec la canule nasale. C'est ici. Voilà. Excuse-moi. On étudie le flux nasal avec la canule nasale. C'est ce signal là. Ok. Oui. Mais il y a une deuxième façon de la voir, c'est avec les sondes abdominales et thoraciques. On peut faire ce qu'ils appellent le flux rythme. Ça va par pétismographie d'inductance, c'est-à-dire le fil, le câble qui est dans la sonde, calculer les variations de volume et donc le débit. C'est un peu comme une intégration. Tức là bên để mà đánh giá cái hoạt động hô hấp ấy, một là cái kênh mà lưu lượng thở qua mũi, đúng không ạ? Thứ hai là cái kênh lưu lượng erít, tức là người ta gắn một cái sông ở khi mà đeo cái đai ngực bụng ấy, đấy, một cái sông ở đấy để mà đo cái tiếng thở ở đấy ra. Alors, người ta cũng có thể grâce au mouvement thoracobiominal, on a la variation de débit, donc on a le flux respiratoire. Mais on n'aura pas la forme de limitation de débit. C'est quantitatif, c'est pas qualitatif. Okay. Tức là khi mà bệnh nhân thở ấy, di động ngực bụng ấy, đúng không ạ? Thì nó sẽ có cái biến đổi trên cái biểu đồ của cái fixed edit kìa. Đấy. Tuy nhiên thì nó sẽ không có được cái biến đổi về cái hình dạng giống như là cái lưu lượng thở qua mũi. Nó chỉ là một cái định tính thôi. Tức là có thở hay không thở đâu. Thì nó sẽ không thể giúp các bạn định lượng được là nó như thế nào, đúng không ạ? C'est intéressant quand on perd le flux nasal, ouais. Si les lunettes se déplacent. Et pendant la période Covid, on avait arrêté de. On ne mettait plus de lunettes parce que. Les histoires de filtres, etc. Donc on ne mettait plus de lunettes nasales. Mais on avait le rythme pendant la période Covid. Ouais. Tức là cái này thì nó cũng có giá trị trong cái trường hợp, ví dụ cái kênh ở mũi nó bị tuột. Thì chúng ta sẽ có cái công cụ để chúng ta đánh giá. Em hỏi luôn cái đoạn thở bù ấy, bởi vì có một đoạn kia bác bảo có một cái nhịp bác không tính là thở bù, thì không biết là cái tiêu chuẩn thở bù bác ấy tối thiểu phải có bao nhiêu nhịp thì mình mới tính là giai đoạn thở bù để kết thúc một cái biến cố phía trước. So comment on peut déterminer si en reprise respiratoire? La reprise respiratoire? Oui. Quand on fait une apnée obstructive, ce qui se passe, il y a un obstacle à la rangée. Oui. Donc l'obstacle, c'est qui a posé la question? Quand il y a une apnée obstructive, il y a un obstacle à la rangée qui se fait donc. Et là, j'essaie de respirer. Il y a la PCO2 qui monte, ou les mécanorécepteurs de la gorge qui font un signal d'éveil, et je reprends ma respiration. C'est ça la reprise respiratoire. Donc c'est bruyant et c'est explosif.
C'est une reprise très très forte. C'est ce que l'on voit ici. Tức là cái giai đoạn đấy nó giống như giai đoạn mà sau khi tắc nghẽn nó bị tắc lại đúng không, nó thay đổi về cơ chế về CO2 cũng như là về cái cơ chế tắc nghẽn hổ họng, bệnh nhân thở bục phát ra mạnh đấy, thì nó sẽ có cái biên độ dao động mạnh. À vâng, nhưng mà có một cái đoạn vừa rồi, có một cái vài đoạn vừa rồi bác bảo là mình dễ bị nhầm cái nhịp hít thở của mình. Không sao, chỉ là để peut-être c'est un reprise un petit peu entre deux événements. L'hypopnée. Oui, parce que l'hypopnée, l'apnée obstruquée va être silencieuse, le patient respire fort, il ronfle. Ok, c'est ça. L'arrêt, c'est silencieux, et la reprise qui est très bruyante dans les événements obstructifs. Oui, mais c'est, il y a un peu trop ici. Il y a un peu trop. Un peu confusé dans le... Par exemple, ça. Il fait la paix. Il fait un peu comme le poisson qui prend un peu d'air. C'est pas simple, pas reprise. Ça compte pas. Non. Là, nó không giống như thế. Non. Phải, nó phải. Khi mà reprise, nó phải mạnh như thế. Đúng không? Tắc bù mạnh như thế cơ. Tắc bù là nó phải mạnh. Đúng rồi. Nó không đủ mạnh. Tức là nó sẽ dồn nén và nó bộc. Nó trở mạnh như thế. Nhưng mà có cái định, có cái bác. On supprime et on agrandit. Cái đoạn này chúng ta giống cái đoạn bà hỏi đúng không? Vâng, đúng rồi. Cái đoạn ở giữa thì cái này không phải. Thở. Phải mạnh như kia kìa. Nó phải thở máy thẳng. Đúng rồi. Về cái how many press, cái nhịp thở bù ấy thì cần, thường là phải bàn cần bao nhiêu nhịp? Cái critère de fréquence de reprise. Non, c'est trois mouvements respiratoires, deux, trois mouvements respiratoires. Quand il n'y a qu'une seule. Une seule, c'est souvent au cours de la paix. On n'en tient pas compte. Mais un, ça ne compte pas. Et là, on le voit bien sur la saturation, la désaturation, elle continue. Elle, il n'a pas le temps de remonter. Donc l'événement. Il y aurait une reprise respiratoire, on aurait deux désaturations. Ouais. Là, c'est une seule. Il n'y a qu'une seule reprise mais, comme ça, ou même des fois deux, entre deux, on n'en tient pas compte. Tức là, nó phải có ít nhất hai cái ba cái nhịp thở như thế. Nếu mà một cái thì không phải, một cái là như bác y tả. Và cái thứ hai rất quan trọng đó là nếu mà đấy là một cái nhịp thở bù như em nói thì nó phải có hai cái giai đoạn giảm độ bão hòa oxy máu riêng biệt. À, trong cái nhịp vừa rồi thì nó vẫn là một chu kỳ giảm độ bão hòa oxy máu cùng một chu kỳ đấy. Nên nó không phải là hai cái biến cố riêng, nó vẫn là một biến cố. Biến độ lớn hơn này, phần số 2 đến 3 là giảm oxy. Et là, que voyez-vous? Ở đây thì bạn nhìn thấy cái gì? Đây là cái biểu đồ đa ký hô hấp. Có một cái lỗi ở đây này. Không nhìn gì à? Không có gì. C'est le capteur qui a bougé. Đây là nó tuột. I think it's normal. Normal, il y a rien à voir. Oui, tout est bien. Non, mọi thứ đều. Il était en sa tranche. Ça, c'est probablement du stade 3, du sommeil lent, profond. La respiration est très régulière. Il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucun bruit. C'est la respiration paisible du stade 3, du lent, profond. Đây là thường gặp cái hình ảnh này là cái những hình ảnh ở giai đoạn mà ngủ sâu, đúng không ạ? Thì đấy bắt đầu cái hô hấp nó rất là đều đặn. Đấy, không có cái hoạt động của trung lực cơ. Đấy. Et voilà. Các cái sóng chậm đấy. Tức là sóng rất chậm, 1 2 3 người đếm. 1 2 3. Okay. Donc il y a rien à voir, c'est respiration régulière du sommeil lent profond. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh là cái biên độ hô hấp đều đặn như này. Tức là ở trong cái giai đoạn mà giấc ngủ sâu. C'est un peu comme le bateau qui passe sur la mer régulier. Giống như con thuyền mà đi êm ái trên biển. Si on a
Did the patient has any micro? Tuần qua người máy tính lên không? Cái máy laptop của mình. Học phân đường. Rơi phân đường B phải lên chứ. Vì nó sẽ trễ hơn đấy. Trễ hơn đấy. Bây giờ nó không truyền được lên Zoom. Nó sẽ không ghi được. Anh Nghiêm, em thử xem nếu mang được thì tốt, còn nếu không thì Ultra View cũng được. Sợ là Ultra View nó không ghi được lên Zoom. Excuse me, sir. Either way, that patient have any micro awake in this recording? Micro awake, micro awake. Okay. Good. Sorry, what is the state of the sleep cycle here? Because I see the frequent of the way is better than before. Laptop trong phòng đăng ký mình đo ra chỉ giấc ngủ của laptop mà. Nó quan đấy. Bê lên được mà. Cô mang lên đây, mang lên đọc thử một ca trên này. Đây là thoát ra. Pourquoi il débloque? Oh, sinon, t'en prends un autre. Deux. Mình lấy máy của mình. Technical problem. T'en prends un autre. Puis... Bảy hai tươi điều trị nhanh hơn. Hà. Je pense qu'on va essayer avec Thank you.
Dạ, được chưa, được chưa? Sao học rồi mà? Để để đây. Để cho tay vào đây. Chắc là máy thì yêu quá. Tắm điện chứ. Được. Cái này máy có zoom không nhỉ? Chị ơi, chị ơi, mấy ngày rồi ca nào mà ngừng thở nặng? Trần Tuấn Anh, như đầm. Cháu gì? Luôn.
Oui. Mais vous prenez là, si vous voulez, vous voyez. Ça c'est le problème. Je pense qu'on peut utiliser ça. Non, c'est bon. Bon, je veux le faire. C'est une analyse automatique. Où la machine a dit qu'il y avait des hypopnées là, il n'y a pas une grosse diminution d'amplitude, c'est sûr qu'il y a. Oups, éteins-le. Une saturation et une désaturation. C'est pas vraiment une hypopnée parce que la réduction de débit, pour moi, elle n'est pas suffisante. Après, il y a des petites désaturations à l'endormissement, souvent, sans événement respiratoire et évident. C'est juste le fait de s'endormir, on désature un petit peu. Donc, moi, je ne mettrais pas hypopnée là-dessus. Nó sẽ là một biến cố mà sự thay đổi nồng độ oxy máu thì lúc đấy bệnh nhân chưa ngủ và chúng tôi sẽ không cốt đấy là một cái là il n'y a pas la réduction de 50% qu'il faudrait donc je supprime aussi cái này vậy thì nó không đủ 50% thì không ici en revanche il y a quelque chose qui se passe après où il y a une reprise respiratoire, on a l'impression que ça va un peu crescendo, décrescendo. Ça monte et ça descend. Cái này thì chúng ta thấy rõ ràng nó sẽ khác hơn là ngược lại này. Sau đấy nó sẽ có giảm và nó quay thở bù sau. Et j'ai pas l'impression d'avoir un aspect avec une limitation de débit, l'aspect en plateau là. Đây thì sẽ không có nhìn rõ cái hình ảnh plateau, đúng không ạ? J'ai un tout petit peu ici, mais là le signal est quand même bien arrondi. Il n'y a pas de bruit et on a une désaturation qui est un peu aplatie comme ça. Moi, je dirais plutôt que c'est un événement central. Đây thì thấy là thì cái mais cái hình ảnh mà bình nguyên nó không rõ đúng không ạ? Sóng thở khá là tròn. Đấy, trên thì tiếng âm thanh thì nó không có đúng không ạ? Và có một cái giảm độ bao sinh báo nó rất là đều đặn. Dần dần ở phía sau. Nó dường như là một cái độ giảm thở trung ương. Donc hypopnée, je dirais hypopnée sur centrale probablement. Et ici c'est pareil. Có vẻ trung ương nhiều khả năng là trung ương. Cái đằng sau l'événement qui fait souvent dire obstructif ou central, c'est le bruit. Quand c'est silencieux, c'est central. Quand c'est bruyant, c'est obstructif. C'est très souvent vrai. Nói chung là thường xuyên thì chúng ta dựa vào cái tiếng động âm thanh, đúng không? Nếu mà là không có âm thanh thì là dạ trung ương, có âm thanh thì là tắc nghẽn, đúng không? Đấy là cái mà thường dựa vào đó. Nhưng mà ngừng thở thì lúc Memo nào có điểm bon cho bác sĩ abdominal? Comment? Parce que vous pensez c'est le hypopnée central, c'est ça? Mais je vois encore des mouvements thoraciques et abdominaux. Oui, mais il y a une différence. Ils sont de faible amplitude. On a l'impression que l'amplitude du mouvement thoracique diminue, l'amplitude du mouvement abdominal diminue aussi. Bác ấy kết luận là một cái giảm thở trung ương, nhưng mà tôi vẫn thấy là có cái cử động ngực và cử động bụng. Bác ấy nói rằng là cái cử động ngực này còn, nhưng mà nó thấp hơn so với cả trước, nên bác vẫn bị ngừng thở trung ương. Et en plus, il n'y a pas d'opposition de phase sur la sangle thoracique et la sangle abdominale.
Vous voyez, elles ont bien synchronisé le pic et au même moment. L'opposition de phase, tout le monde a bien compris ce que c'était? Oui, je vois. Cái mà di động mà nó đối với nhau, c'est quand les deux signaux vont comme ça. Ici, les deux signaux sont parallèles. L'opposition de phase, d'accord? Là, di động đối với nhau. Một cái là di động đối với, một cái là di động đồng đều đồng thời với nhau. Ici. Ici, il y a l'opposition de phase. Les sangles, elles devraient évoluer en même temps. Le mouvement thoracique et abdominal, ça devrait être en même temps. Ici, ici, c'est en opposition. Ça fait... D'accord ? Là, il y a l'opposition de phase. Là aussi. Cái đoạn này chúng thấy đoạn trước thì nó ici il n'y a plus l'opposition de phase, donc on dit que les deux sons se sont resynchronisés, ça va ensemble. Lúc đầu nó di động cùng nhau, âm lượng tuyến bụng di động cùng nhau đúng không ạ? Nhưng mà đến cái đoạn sau này, bắt đầu có đoạn nhỏ cái đoạn, bắt đầu nó di động vậy, bốn nhịp cùng nhau, sau đấy nó lại di động cùng nhau. Et quand on a l'opposition de phase, c'est de l'obstruction. Khi mà có di động mà đối nhịp như vậy thì nó là tắc nghẽn. So what you gonna So what you gonna code the code this segment code for this one code obstructif oui opposition de phase obstructif ici opposition de phase donc événement obstructif et il y a plus du tout de débit donc c'est apnée như là không có cái lưu lượng thở đúng không ạ và cái di động mà mình bụng bình thường như thế thì là không thể tắc nghẽn. Ok. On est tout par là. Là, il se passe rien. Il se passe rien. Sommeil 3. Oui, bah oui, c'est assez. Ici, si on regarde le G, on a un aspect de, assez rapide, avec un aspect un peu en dents de scie, l'aspect régulier dont on parlait ce matin, et il y a des mouvements oculaires qui sont rapides. Ici, ça, c'est un mouvement oculaire rapide. Et il n'y a aucune activité musculaire. Donc, ça, c'est du sommeil paradoxal. Et là, on arrive sur un éveil. Ici, ça correspond au spindle, au fuseau de sommeil dont on parlait ce matin. Et ici, vous avez un complexe K. Donc, on est en stade N2. Okay. Et donc quand on fait la cotation sur le clavier, on tape 2 et ça met stade N2. Et on doit coter toutes les époques de 30 secondes comme ça, avec le stade de sommeil. Cốt giai đoạn 2 thì là thứ 2. Đấy, 3 là thứ 3. Mỗi cái phốc 30 giây như vậy. Là encore, spindle, ok. Cái phức hợp hình thoi. Can you describe more detail about car complex? Car complex, c'est un aspect particulier
comme ça. The shape. Cette forme, the shape, ouais, qui dit cas complexe. Hình như thế. Đấy, chỉ nói hình như thế thôi. Quay là đây. Không phải không? Non, pas pour mieux. Parce que c'est un peu difficile. Ah oui, c'est difficile. Imaginez. Mọi người mọi người đọc thêm ấy thì nó có cái định nghĩa về phức hợp ca. Phức hợp ca complex là một cái phức hợp mà có sóng âm dương và nó kéo dài khoảng 0,5 giây. Nó có cái định nghĩa như thế. Donc ça, c'est du sommeil très lent, lent profond, hein. 1, 2, 3, 3, 4 hertz. Tức là một cái giai đoạn rất ngủ chậm và sâu. On peut aller... mouvement oculaire. Donc là, il s'est réveillé, ça a bougé. Et ici, on a un mouvement oculaire rapide. Et ce mouvement oculaire rapide, on dit qu'il contamine, il influence les voies EEG. Cet EEG, c'est le mouvement oculaire qui diffuse. C'est là, một đoạn mà có cái cử động mắt bình thường. Nó cử động của mắt, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái điện não, lây lan cái cử động đấy, là xuất hiện trên cái kinh điện não, nhưng không phải cái tín hiệu của não. Là, ce sont des mouvements oculaires rapides. Cử động mắt nhanh. Ok. Why you call fast movement? Fast eye movement. Fast parce que ça va à l'opposé. Les deux courbes se croisent. Ok. Ah, les cử động en unique. Si on va au début de nuit quand on s'endort, on aura des mouvements oculaires lents, normalement. Voilà. Là, il y a des mouvements oculaires qui sont lents. Ah, là, cử động mắt nó đều nó chậm như lúc đầu ấy. Lúc đầu. Ça. Des mouvements oculaires lents. Cử động mắt chậm. Đó là cử động mắt chậm. Nha, cử động mắt chậm. Cử động mắt chậm như là gì? Cử động mắt nhanh khác. Đấy là chậm, cái kia là nhanh. Cái là cùng chiều một chiều đấy. Không cử động mắt nhanh nó sẽ có đối nghịch, còn cái lúc mắt chậm nó sẽ đồng đều với nhau. Chậm nó đồng đều với nhau. Et là le patient est réveillé, ça bouge beaucoup, il y a des mouvements oculaires parce qu'il est réveillé. Là là cái nhận thức đấy. C'est la veille. L'activité rapide là. Tức là mình sẽ thấy là nó sẽ bệnh nhân hoạt động nhiều đúng không? Có rất nhiều cử động. Máy nó cốt nhầm rồi em. Rem của chưa rồi. Je cherche le rem, je cherche. Nhưng mà sai đấy. Sai đúng, ok. Yes, cạm bẫy. Là, là la machine à IRM, mais c'est pas REM ça. C'est pas REM. Non. C'est du 2, je pense. Là, il y a un spindle. Là, cái đoạn này máy nó cốt REM thì nghĩ phải. Có thể nó là, có cái spindle. Đấy, cái phức hợp thoi ấy. Puis ce serait étonnant, la forme de l'hypnogramme là est très bizarre, c'est très étonnant qu'il fasse une grande période de sommeil paradoxal en tout début de nuit. J'aurais dit, ouais, c'était du N2 là, non? Oui, c'est du N2. C'est du complexe cas, au début de la nuit. Ça c'est un cas, ça c'est un cas, et ça c'est spindle. Là, đây thì tôi thấy có cái những cái sóng K, phức hợp sóng K, và cái phần thoi. Là giai đoạn thứ hai đúng không ạ? Le MJ, donc le MJ, je le vois pas trop. Il n'était pas tout en bas, le MJ? C'est peut-être ça, le MJ, mon premier. C'est lui? Ouais. Bah donc, ça ne peut pas être Jerem. Là, c'est la fréquence cardiaque qui apparaît. Và một cái điểm nữa mọi người chú ý là nó máy nó cốt REM ngay vừa mới ngủ xong nhỉ, từ 10 giờ đến chưa đến 1 giờ đã vào REM luôn, nên nó không hợp lý, đoạn nó không hợp lý, không thể ngủ mà vào REM ngay được, là máy đọc sai. C'est un dossier. Ouais. Ouais. Y a pas la voix de EMG. On voit pas le EMG du menton là. Ah, cái này có điện cơ cảm không ạ? 1, 2, 3. Từ hôm trước đọc không thấy. Thì suy đoán. It is the step three of sleep cycle. We said two.
Because I don't see the this is the K complex. This one. Bên phải cái việc của cái chữ senior là senior. Senior. You have in, on sur cette page là on this sheet you have typical elements. Do you how do you differentiate between the K complex with the way of entry? Because entry the way is bigger. Không có. Cái gì không có. It takes less than more than 0.5 seconds. And also close to it, you have the typical complex fusion. En comment on avait dit spindle, on dit spindle directement la traduction. Oui. Complex de fuseau, this is in French, and in English, we say spindle. So you can use spindle. C'est ça? Mais non, complexe de fuseau. C'est différent de la complexe. Là sóng điện tim đi, ấn vào cái đây, ấn chuột phải, lọc sóng điện tim đi. Ah, ça me réveille entre deux là. En général, on regarde la page d'avant, la page d'après. Donc là, ça c'est un spindle, ça c'est probablement un K, donc on aura envie de dire c'est du 2. Et là, il approfondit le sommeil, il n'y a plus de spindle, c'est du 3. Okay. Ah, d'ailleurs, il a écrit, c'était déjà à côté. Ouais. Il a K, voilà. Les complexes K, ça ne se répète pas comme ça aussi rapproché. Ouais. Donc, il y a un peu comme K, là, c'est bien. Il y a Je pense que c'est pas le, tu sais, la fuite, tu sais, c'est pas la répercussion de. Je sais pas. Parce que ça a l'air symétrique à chaque fois, tu sais, dès que tu as. Je sais pas. Cái cùng chiều và ngược chiều của cái cửa động mắt ấy là giữa hai cái mi đúng không anh? Có trên hình là cái mi trên hình. Em nhìn đồ đồ ấy, chứ không tính cho mi. Thì nếu cùng chiều nó là khá bình thường. Parce que tu vois, tu les as sur les sangles, les mêmes là. C'est pour ça que j'aurais dit que c'est des artefacts, non? Ouais. C'est sur toutes les électrodes. En général, les événements qui surviennent après un mouvement comme ça, on ne les cote pas. Ça, c'est probablement qu'il s'est tourné ou qu'il a bougé ou qu'il y a eu du bruit, il y a eu une réaction d'éveil. Et donc l'événement qui suit, on le supprime, on le cote pas. Tức là thông thường thì khi mà chúng ta quan sát những cái biến cố sau một cái cử động mạnh như vậy, thì người ta sẽ không cốt. Còn biến cố thì có thể là nó một cái cử động mạnh nguyên nhân nó gây hình ảnh như vậy ban đầu, và nó không chính xác mà chúng ta sẽ không cốt. Đấy là một cái biến cố đấy, đúng không? En plus, il nous dit qu'il s'est tourné là, ce bain, right? Là ban liên tục. Là, il s'est tourné dans le lit.
Il a changé de position. Et ça, c'est le mouvement qui correspond au changement de position. Et ça, c'est les artefacts. Je ne sais pas ce que c'est les artefacts. Parce que c'est tous les signaux. Sur tous les signaux, on a ça. Sorry, so you mean it's a toric movement each lecture than normal? You think that the patient is awake or probably. Something that? Probably. Có nghĩa là ý của bác ấy là khi mà cái đường của ngực và bụng mà tự nhiên nó thay đổi, nó đông được mạnh quá thì bác nghĩ là nó bị đây để biến động nhiễu, sẽ không đọc cái biến đổi của đằng sau nó. Không, lúc đó là bệnh nhân chủ động. Si on regarde là, si on regarde le jet, on voit qu'il est éveillé là. Thế thì thế, tự nhiên người ta không, nó sẽ ảnh hưởng đến cái mũi. Đấy, nó sẽ thế là dễ hình ảnh mà người thường sau mình phải không ạ? Và cái phần dưới mà cái cử động của mũi này to đấy, là nó nhiễu đấy. Bệnh nhiễu sau mình sẽ làm sao mình biết được là cái bất thường. Là il est éveillé, l'événement on le supprime, il n'y est pas. Et même là, il est up. L'appareil vous dit qu'il est debout. Donc il ne dort pas là, il est debout. Ça compte pas. Ça, c'est... Ok. La machine va supprimer tous les événements dans normalement, le, la, oui, dans comme, le c'est une, comme c'est une polysomnographie, elle va estimer le temps de sommeil et garder les événements qui ne sont que dans la période de sommeil. Donc celle-là, elle les aurait éliminés. Et si vous n'avez qu'une polygraphie, il faut les supprimer. Parce que le patient il est debout, il ne peut pas dormir debout. Máy thì nó sẽ tự động nó sẽ trừ không tính những cái khi mà nó đặt cái giấc ngủ ấy, máy nó sẽ tự động trừ các cái biến cố không ở trong giai đoạn ngủ, tức thì nó sẽ không chia. Đấy. Nhưng mà nếu mà nó đặt kiểu hấp ấy, thì em phải bỏ tập người kỹ để bỏ đi, không phải sẽ chia cùng vào cái lúc mà cái khoảng thời gian của bệnh nhân. Ví dụ đây thấy rằng biến cố nữa trong lúc bệnh nhân ngồi chẳng hạn, sao những giờ đi ngồi. Sorry, sir. In this record, is there any feature that show you patient awake in the record? Is there any feature of the record that show you the patient is awake? Cái này lỗi à? Bah, le fait qu'il soit awake, on l'a là sur le EEG. Em hỏi là trên cái bản ghi chỉ ạ. Là il est awake. Il dort pas là. Không, đặc kiểu hấp ý là thầy nói là trong đặc kiểu hấp ấy, em phải quan sát thật kỹ cái biến cố về hô hấp để nếu mà máy nó ghi nhận thì mình phải bỏ đi, đúng thì bỏ đi thì nó sẽ tính nhầm vào. Còn trong đặc kiểu giấc ngủ ấy thì nếu mà cái biến cố đấy nó rơi vào giai đoạn thức ấy thì máy nó sẽ tự động nó trừ, nó không tính nữa. Đúng không? Uh-huh. Nên đa cứu hấp thể lưu ý hơn điều đấy nhá. Mình sẽ xem tập clip bệnh nhân ngủ để không có hiện bằng thì có. Còn sao mình biết được bệnh nhân đấy là lý do tại sao mà đa cứu hấp thể lưu ý hơn đa cứu hấp là chỗ đấy nó trừ đi được giai đoạn bệnh nhân thức, nó chỉ tính giai đoạn bệnh nhân ngủ thôi. Nên trong trường hợp của bệnh nhân đang thức nhất mà em nghi ngờ thì phải đó là cái gì? Chúng ta cần phải tìm du stade 2. On dit, ok, ce patient, quand il fait du stade 2, c'est comme ça. Ensuite, je cherche une période typique où il fait du stade 3. Je dis, ah oui, lui, le 3, c'est comme ça. Pour photographier les aspects. Et ensuite, on fait la lecture. Tức là có một cái mẹo khi mà các bạn đọc đăng ký giấc ngủ ấy, rất là quan trọng cái này này. Tức là khi mà chúng ta đọc đăng ký giấc ngủ, các cái kênh điện não này, chúng ta sẽ tìm một cái epoch điển hình nhất của cái giai đoạn đấy, ví dụ N2 hoặc N3. Chúng tôi thấy một cái giai đoạn, một cái epoch điển hình nhất là N2, chúng ta ghi nhớ cái hình ảnh đấy, ghi nhớ hình ảnh đấy vào các cái epoch sau chúng ta cố gắng chúng ta copy lại để bản cho đã. Đấy là cái cách mà đọc nhanh, cố gắng copy lại cái hình ảnh điển hình nhất của epoch đấy vào trong đầu và đọc cái epoch sau. Ok, on va revenir sur le fond. Oui, oui, partager, couple partage. C'est simple. Formation.
Bon, et alors, celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Typical. Yeah, typical central. Alors, explique pourquoi. Explain why. From the beginning, first. Kibuchi. Because I see that the flow. Dạ vâng ạ. Có nghĩa đầu tiên là mình nhìn vào cái dòng mũi, mình nhìn vào cái dòng mũi thì mình thấy là nó đi ngang luôn. Nó đi ngang luôn nghĩa là giảm hoàn toàn luôn, nghĩa là một cái ngừng thở rồi. Cái thứ hai em sẽ nhìn vào đấy là cái cử động ngực bụng ạ. Cái cử động ngực bụng thì gần như là nó đi ngang luôn, nghĩa là no movement luôn, không có cái cử động ngực bụng thì tương đối luôn. Với cả nó không có những cái nhịp thở gắng sức ở đằng sau ống nhỉ. Không có. Đâu là hình như là em thấy có một cái đoạn nháy nháy này. Ni thorax ni abdomen. Et les deux sont à zéro. Il n'a pas des reprises. I see some movement in the end of segment. So maybe complex. Mix because non, I see. I see that. Mix, il faudrait l'opposition de phase. Et là, on l'a pas. Non. Là, không phải mix nhé. Il n'y a pas d'opposition. Mix là hai cái cử động nó phải đối nghịch nhau. Non, non, là c'est central pur. Hoàn toàn là trung ương. Ok. Có nghĩa vì hai cái này nó vẫn cùng chiều nên mình sẽ không cốt được nó là cái cử động của cái gắng sức đúng không ạ? Tăng nghẽn đúng không ạ? Regarde, ici, il n'y a pas d'opposition, c'est symétrique, c'est pareil. Ok. Donc c'est central. Nó không phải là cái cử động mà đối nghịch đúng không ạ? Gắng trung ương. Et puis, ce qui fait dire que c'est central, c'est l'aspect que vous pouvez montrer au crescendo, des crescendo là, en diabolo. Voilà, c'est l'aspect crescendo, des crescendo. Ça, c'est typique de la respiration périsique. Faster, and slower. En plus, c'est très périsique. Vous voyez que c'est vraiment réglé, c'est très périsique. La respiration crescendo, c'est typique. Ici là. Non, attends. Ah oui, bon, elle est là où? Non, ici, on voit l'amplitude augmente et diminue. Augmente et diminue. Augmente et diminue. C'est central. Quand c'est obstructif, c'est tout de suite très fort et ça diminue. Très fort et ça diminue. C'est pas le même aspect du tout. Okay. La seule chose qui est un peu étonnante ici, c'est qu'il y a un peu de bruit de respiration, de ronflement. Normalement, il ne devrait pas y avoir. Oui. Tăng rất mạnh xong nó giảm dần chứ không phải là cái hình thái này, là cái hình thái của cái giai đoạn từ bụng đến sau. Cái nhịp thở là nhịp thở chưa được stop điều định. Học về sau mà về đâu? Bác sĩ luôn rồi. Mais si il n'y a pas une apnée sans crâne qui va causer l'insuffisance cardiaque, cette forme, c'est la même. S'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, oui. Mais il y a aussi des apnées sans crâne. On peut avoir les aspects, mais les aspects. C'est le même aspect. Le même aspect. On peut avoir le même aspect. Sauf dans les syndromes centrales, donc il y a l'insuffisance cardiaque, il y a les médicaments,
Et après, il y a des malformations cérébrales, Arnold Chiari, et puis il y a les formes idiopathiques, on ne trouve pas d'explication. C'est la malformation d'Arnold Chiari. Assez dans le vasculaire. Il y a aussi les accidents vasculaires, oui. Toutes les atteintes des centres respiratoires au niveau du tronc cérébral. Donc ça peut être malformation d'Arnold Chiari avec compression, ça peut être antécédent d'accident vasculaire cérébral, tumeur. Donc tout ce qui atteint les centres respiratoires situés au niveau du tronc cérébral. Tức là cái hình thái nó cũng vẫn như vậy, hình thái cái cơ sở trung ương nó vẫn như vậy. Mais il n'y a pas de gaspillage par toi que la chaîne stoppe ça. La forme de apnée sanctale c'est pareil, mais il n'y a pas de gaspillage par toi chaîne stoppe dans le cas de malformation. C'est dans l'insuffisance cardiaque qu'on voit le plus de respiration périodique. Après, on peut en voir dans les autres formes d'apnée sanctale, mais moins. Les médicaments. Vous connaissez les médicaments qui donnent des apnées centrales? Peut-être des médicaments cambiés comme les EDD. Oui, peut-être les EDD. Non. Il y a le Brilic. Ticagrelor. Pour le cœur. Le Brilic. Brilic, ça s'appelle chez vous aussi? Non. Ticagrelor. Le baclofen. Baclofène. Baclofène quand on le donne à forte dose pour les gens qui ont des problèmes d'alcool. Vous faites ça, vous êtes hein? Oui. Baclofène à forte dose. Oui. Ouais. Mais ça donne les apnées centrales. Et puis il y a aussi les morphines. Mais vraiment la morphine. Pas le tramadol, pas la codéine, mais vraiment la morphine. Ouais. Les opiacés. Alors, mais ça donne souvent une respiration ataxique très irrégulière. Avec des apnées centrales, mais une respiration très irrégulière, des variations d'amplitude, pas de respiration périodique comme très régulière comme celle qu'on vient de voir. Là, câu hỏi của bác sĩ Tuyết ở đây là nếu như mà ngừng thở trung ương không phải là do suy tim thì liệu nó còn có cái hình thái thở Chainer Stoke thế nữa hay không? Thế thì hỏi lại thầy thì là ý thầy muốn nói rằng là cái nhịp mà ngừng thở trung ương thì nó cũng như vậy, nhưng mà với những cái trường hợp ngừng thở trung ương do tai biến mạch máu não ấy, thì nó rất là ít các cái nhịp thở Chainer Stoke, hoặc là do thuốc, ví dụ như là dùng một số thuốc về tim mạch như là ticagrelor hoặc là cái gì baclofen và dùng những cái thuốc ví dụ như là morphine ấy, thì nó có thể gây ra ngừng thở trung ương, thì nó cũng là dừng thở và kèm theo là giảm cái cử động ngực bụng như vậy, nhưng mà cái nhịp thở Chainer Stoke thì nó chỉ điển hình cho cái suy tim thôi. Alors voilà le compte rendu de polygraphie de ce patient. Donc vous voyez que c'est un patient de 80 ans. De mémoire, il a des antécédents coronariens pas très sévères. Il doit avoir un stent ou deux coronariens. Oui, tức là một cái bệnh nhân nam 45 tuổi, bệnh nhân này có một cái bệnh lý tim mạch không phải quá nặng. Nhân này có tiền sử đặt một cái stent mạch vành. Mais il est en arrêt cuit. Il est en arrêt cuit par arythmie supraventriculaire par fibrillation ventriculaire. Il a une fibrillation ventriculaire. Ah, ông có thêm một cái suy nghĩ nữa. Donc il nous avait été adressé pour recherche de syndrome d'apnée obstructive. On a fait une polygraphie. Et en fait, il se plaint d'un mauvais sommeil, de ronflement, et surtout d'un mauvais sommeil, plein de sommeil non réparateur, fréquence d'éveil, de fatigue dans la journée. Je ne sais pas là si on a pas le score des portes. Bệnh nhân thì đến khám chúng tôi là để tìm xem có những thở tắc nghẽn. Vì bệnh nhân có những triệu chứng như là ngáy, mệt mỏi ban ngày, chất lượng giấc ngủ kém. Thì khi mà đến khám chúng tôi để mà đo cái đặc tính hô hấp là có kết quả này. Dans un patient récent, là, les cardiologues devaient lui faire un choc électrique pour essayer de remettre en rythme le sinusal, parce que les médicaments anti-arythmiques ont été sous les valbutamol, etc. Les cardiologues devaient faire un choc électrique, sa fibrillation. Oui.
Tức là trường hợp này thì bệnh nhân được bác sĩ tim mạch yêu cầu làm sốc điện đúng không? Để mà điều trị dung nhĩ, thuốc nó không hiệu quả. Donc après le, l'attitude thérapeutique, ça se discute. Il a une fonction cardiaque, c'est important, une fonction cardiaque normale. Il a une FEVG normale, pas d'insuffisance cardiaque gauche. Là cái sau khi mà tiến hành thủ thuật thì nói chung nhìn chung các cái chức năng tim mạch đều bình thường, cái chỉ số mà của chức năng của tâm thất trái thì cũng bình thường. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Vậy thì chúng ta câu hỏi là gì? Chúng ta phải làm gì tiếp theo? Không là bệnh nhân ngừng thở trung ương rồi. Avec les résultats. Avec les simulations. Avec moi. Đây có cái kết quả đây. Như trên này thì chúng ta vous pensez qu'il faut traiter. Chúng ta nghĩ đến cái điều trị như thế nào? Không, có nghĩa là không, thưa không phải cái bệnh nhân chúng ta đọc được rồi đâu, ý là với cái tình huống này. Đấy. Alors, vous avez vu hein, c'est pas enfin chez nous, on a pas défilé tout français, mais c'est pas un syndrome d'apnée sans frein le pur hein, c'est un syndrome d'apnée mixte avec une prédominance centrale. Vous voyez, hein. Là có một cái biểu hiện là ngưng thở. Nhiều loại là cái cơn ngưng thở mà trung ương thì chiếm tỷ lệ nhiều hơn so với ngưng thở tắc nghẽn. So, you ask what the treatment of this patient? The treatment? The treatment. You ask us about the treatment? Yes. Đúng rồi, cái ngưng thở, cái điều trị như này. Yesterday you said that the treatment of what mix. Is the same with the treatment of obstructive apnea. Maybe no. we can order. Non, ce que l'on a dit hier, c'est qu'une apnée mixte devait être considérée comme une apnée obstructive. Là, on parle de syndrome d'apnée mixte, c'est-à-dire qu'il a des apnées obstructives et des apnées centrales. Ouais. Mélangées. Il y a ensemble. Presque moitié, moitié. Tức là hôm qua là chúng ta nói về trên khía cạnh một cái cơn ngừng thở hỗn hợp, vâng, thì chúng ta điều trị như một cái cơn ngừng thở tắc nghẽn, nhưng đây không phải là cơn ngừng thở mà đây là một cái hội chứng ngừng thở. Hội chứng ngừng thở hỗn hợp có nghĩa là nó sẽ ở một bệnh nhân có cả những cơn ngừng thở trung ương và cả những cơn ngừng thở tắc nghẽn nữa, thì nó là hội chứng ngừng thở hỗn hợp, nó khác với cái một cái cơn ngừng thở đơn độc mà hôm qua mà điều trị tắc nghẽn, đây không phải. Donc là, vous, est-ce que vous lui traiteriez parce qu'il est symptomatique, il est fatigué, tu as dit? Oui. Lui, il n'est pas demandeur de traitement, pas du tout. Il est quand même venu te voir parce qu'il était fatigué. Oui, parce que symptômes. Son médecin l'a envoyé. Mais... Ouais, lui, il n'a pas beaucoup de plaintes. La première option, c'est ne pas traiter. On dit, il est âgé, il a 80 ans, il a peu de symptômes, on ne traite pas. Quel risque on prend? Et puis, enfin, moi, j'ai décidé de ne pas le traiter pour le moment, en attendant le résultat du choc électrique. Parce que si on régularise son rythme cardiaque, si on arrive à le remettre en rythme sinusal, peut-être, et de refaire une polysomnographie après, parce que là, peut-être, les choses auront changé. Peut-être qu'il aura moins d'apnée sans frein, il aura peut-être un syndrome d'apnée obstructive, puis on discutera le traitement. Pour le moment, j'ai décidé de pas le traiter, mais ça se discute. Tức là cái bệnh nhân này thì cái đầu tiên thì thầy sẽ quyết định là tiếp dẫn ở cái giai đoạn này thì sẽ không làm chưa điều trị gì vội, đúng không? Đợi cho bệnh nhân điều trị bệnh lý tim mạch đã, đúng không? Sau đấy thì mình có thể xem lại là cái kết quả như nào, chỉ đo lại ký về giấc ngủ, đúng không? Để xem là thì lúc đấy có thể là cái cơn thở tắc nghẽn nó tăng lên chăng, đúng không? Hoặc là ngừng thở trung ương ít đi, thì lúc đấy mình nói về cái việc điều trị. Parce qu'on sait aussi qu'après, avoir un syndrome d'apnée obstructive, c'est un facteur de récidive de la fibrillation auriculaire. Donc, si on lui trouve un syndrome d'apnée obstructive, à ce moment, on le traitera pour prévenir la récidive de la fibrillation auriculaire. Và cái điều trị, mà cái ví dụ ở đây, ví dụ bệnh nhân có ngừng thở tắc nghẽn chẳng hạn, nó cũng là một cái yếu tố nguy cơ để dẫn đến tình trạng mà dung nhĩ. Nên là khi mà điều trị dung nhĩ, có thể nó sẽ làm giảm bớt tình trạng nặng. À, quên, điều trị ngừng thở tắc nghẽn đấy, nó sẽ giảm bớt cái tình trạng nặng của dung nhĩ. Ô
Il a dû avoir son choc électrique la semaine dernière. Je vais le voir la semaine prochaine. Et après, on va refaire une polysomno. Si le rythme est, s'il reste en arythmie, là, ça va discuter. Soit en, le traitement, après, il y a deux options. Soit s'il reste apnée centrale et apnée obstructive, soit on le met en pression, en CPAP, plutôt à pression constante, soit on le met en ventilation auto-asservie. Ça se discute aussi. À tức là bệnh nhân này thì được điều trị sốc điện ấy, tuần trước. Tuần này tôi đang ở đây. Tôi chưa quyết định được. Tôi về tôi sẽ trao đổi tiếp và tôi sẽ đo lại đa ký giấc ngủ. Xem là cái biến đổi như nào. Tôi sẽ quyết định nếu là nó ngưng thở tắc nghẽn nhiều thì mình điều trị ngưng thở tắc nghẽn đúng không? Với cái áp lực CPAP nó bệnh nhân thoải mái nhất đúng không? Hoặc chưa sốc. Và nếu mà nó là ngưng thở trung ương thì có thể là dùng điều trị bằng mốt thở ASV, ventilation auto self home. Đấy. Thì cái này chúng ta sẽ tôi sẽ phải thảo luận tiếp phía sau. Question. Normal. Très bonne question. Ok. Maybe diastolic optional. Ok. Parce que la ventilation auto-asservie est contre-indiquée chez les patients qui ont une fraction d'éjection AVC en dessous de 45%. 45. Parce que les grandes études de Sarvachev qui a démontré une surmortalité chez les patients traités par ventilation auto-asservie s'ils ont une fonction ventriculaire gauche altérée. Tức là cái phương thức thở mà auto-servo ấy thì nó sẽ có chống chỉ định đối với những bệnh nhân mà có cái chức năng tim trái giảm chỉ số F mà dưới 45%. Thì các nghiên cứu chỉ ra là nếu mà thở thì đấy bệnh nhân suy tim nặng thì nó sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong. Thế là vừa rồi là cô có hỏi câu là cái chỉ số F của bệnh nhân này là bao nhiêu? Thì đấy là cái câu hỏi mà để trả lời như vậy. Không phải auto-CPAP khác auto-CPAP. Đi. Không, auto-CPAP là mốt thở riêng, máy thở riêng. ASV chứ. Ừ. Không, nó là có một cái cơ chế riêng ấy, cơ chế riêng ấy, phức tạp phết ấy. Không phải là chỉ là thay đổi áp lực đâu. Đấy. Cái này chắc mình hỏi thêm thầy chứ anh không biết. On va bientôt terminer. Si vous avez des questions sur ce que l'on a vu aujourd'hui, we have the question that what is the difference between auto-CPAP and auto-CPAP? Tomorrow. Okay. We're gonna discuss. It tomorrow. Vâng ạ, đọc thêm ấy. Can you show us more example? So we can practice. De tracé et de tracé. Ben, maison 1. Đọc mấy ca ở đây nhá. Mặc mấy ca và kênh rất xấu. Phải đọc. Bệnh nhân tên là Nguyễn Văn Hoàng ấy. Ở đây. Nó có hai bản ghi ở trong đấy, một bản ghi là từ 18. Để đã đọc máy thầy. Cứ bảo thầy đọc nhiều. Excuse me, sir. Could you show me more the example about how to correct the state of the sleep cycle? Because I think that we weak in determine which state of sleep cycle. Okay. Bon. Non, j'ai vu.
Donc là, on cherche des événements. Donc là, pour vous, la fréquence est rapide. La fréquence logée, la fréquence logée, elle est très rapide. Donc de la veille. Oui, c'est du rythme alpha. I have a question. Why is have different between the wave? Some wave small, some wave larger. The frequent may be faster enough to describe that is alpha wave, but the window cường độ nó là cái gì? L'amplitude de l'alpha qui varie. C'est normal. C'est l'alpha, ça varie. Oui, l'amplitude varie. C'est la variation normale. Đây là biên độ trong alpha thì nó như thế, nên nó sẽ biến đổi như thế là bình thường. Bình thường nó sẽ biến đổi biên độ như vậy. We just focus on the frequency to determine that. Đấy, the alpha. It's almost the same frequency. If you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faut pas regarder. It's almost the same. Sorry, can I? The alpha way too. Is the same. The same frequency. The frequency. Just focus on frequency. Yes. The frequency. Frequency is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. You count the top. Yes. The top of the wave between 1 second. Okay. 1 second. Okay. It's the same. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, I got it. Sorry, I got it. Pourquoi il avance? Ah oui, alors là, on rentre presque immédiatement en stade 2. Il a ralenti un petit peu, et puis dès ici, on voit apparaître des complexes terrains. Tức là cái giai đoạn này là bắt đầu cái giai đoạn N2 đó. Sóng nó sẽ chậm hơn, tần suất nó sẽ giảm hơn. Đấy, tần suất nó sẽ giảm hơn so với cái giai đoạn trước, đúng không? Và có một số cái kỹ thuật chống ca. Đấy, thầy chắc thầy chỉ. Bon, vous voyez apparaître des complexes terrains, des... Un petit spindle qui commence à apparaître. Spindle. D'accord. Donc là, on est toujours en stade 2, hein, avec des spindles, des complexes câbles. Oui, si on peut le zoomer sur la zone. Oui, on voit la voix. Donc on avance, vous voyez. Donc là, il y a un événement respiratoire qui se termine par la reprise ventilatoire et le micro-éveil. Voilà. OK ? Là, mon cas micro et... Donc là, vous tenez ici. Ça, c'est ça. Là, ça, on a mon cas vite, moi. Bah, c'est qu'il y a un compris. Donc, c'est...
On est bien à l'hypopnée, la reprise respiratoire, et le micro éveil ici avec l'accélération de fréquence. Et ensuite, à nouveau, il se rendort tout de suite. Avec à nouveau un grand pet tout cas. Ici, arousal, vitre. Okay. The wave in the micro wave is the alpha 2. Có nghĩa là cái nó là sóng alpha đúng không? It is the alpha. À, chỗ này là alpha. Oui, ça arrive. Nhưng mà tức là ý là cái chỗ mà vi thức ấy, tức là sóng tần số nhanh. Cái đoạn này là đoạn sóng alpha số nhanh. Có nghĩa là the type wave, the alpha. Không phải chỉ riêng alpha, nó nói chung là những tần số nhanh. Còn cái đoạn này chỉ mấy sóng kia đứng thì nó qua pha, thì nói chung là nó là những sóng phản ứng nhanh. Bon, vous voyez toujours step 2, les spindles qui succèdent à un bon texte. Et bien, il n'y a pas de micro-éveil. Là, je ne le vois pas. Bah, là, il y a tout le temps, quand il dit tout le temps. Non, hypopnée non? Hypopnée without arousal. Tức là giảm thở nhưng không có vị. Nó vẫn là tốc độ cao này. Sóng thanh âm giảm thở nhưng có vị thức thì có đánh có cốt rồi. Vị chuẩn. Học từ nọ giờ. Tao gọi tiêu chuẩn giảm thở. Ah oui, l'appareil il repère les limitations de débit. Không phải cái đấy là nó hơi giới hạn cái lượng thở. Vẫn là hai hết, từ nãy giờ vẫn là hai hết. Alors, on avance toujours en step 2, les hypopnées qui se succèdent. Giai đoạn 2 đúng không? Ici, est-ce que pour vous il y a quelque chose ici? Dans la grille. 1, 2. Nó là phức hợp ca complex. It is ca complex. No. No. It's a rosal. Sleep, no sleep, sleep. Frequency is higher here than here. Ça c'est trop long pour être un spindle. Spindle is short. Spindle c'est moins de 0,5 secondes. Nếu mà less than half a second. Nếu mà nó em nghĩ là đấy là cái thức hình thoi thì nó sẽ ngắn hơn 0,5 giây. Cái này không phải là thức hình thoi. Thức hình thoi và cao complex khác nhau. À vâng, thì em đang bảo là cái này có phải cao complex không? Có một sóng điện thoại không? Cái này là cái vi thức. Chỉ là vi thức. Bằng chất, sang năm, sang tháng, sang khác. Đang học có cái việc chưa sổ cho nó. Là on commence à voir plus d'ondes. Sorry, sir. This segment, I see the wave is fast, faster. The frequency is faster. So what do you call this segment? The difference is it's because here. Because here is different. I think it's N3. K complex, N2, and then N3. N3 slow wave here. Okay. Yeah. Two, three. But it's a mix between 2 and 3. Oui, donc, mais sur une seule page, on a laissé en deux parce que il y a pas assez d'endroits. Tức là trong một cái cốc nó sẽ có nhiều đặc điểm khác nhau. Đoạn là có cái sóng của giai đoạn N2 đúng không? Đoạn N3 nhưng mà ở đây thì vẫn là cốc là N2 thôi, tại vì nó không đủ cái tiêu chuẩn sóng chậm của N3, cái sóng chậm này trên 20% thôi thì của cốc là N3. Đây là N2. 2-3 khác nhau. Có suy là hai là chậm nông, ba là chậm sâu mà. Là on a de plus en plus d'ondes. Chắc chắn con số. On a plus de côté avant, et là on a mis en 3, on a mis en 1. Vậy là N2. On aurait pu commencer le 3.
Bây giờ là thầy đang tìm cái đoạn nào bắt đầu đến nửa ba. Ờ, khoan thôi. Bắt đầu đến đây là giai đoạn ba, nửa ba. Đây là on a beaucoup d'ondes. Rất nhiều sóng chậm. On est pas sur avant on mettait un stade 4, maintenant on met plus qu'un stade 3. On mettait un stade 4 s'il y avait plus de 50% ou de d'ondes lentes dans sur la page de 30 secondes. Bon, maintenant on met tout en 3. Sur les ondes profondes. On va chuyển sang là những cái sóng chậm sẽ tăng lên. Và cái là une respiration régulière, il est en stade 3 et on a plus cái... un peu de limitation de débit. Rất là đều đúng không ạ? Rất đều đặn, đều đặn. Có vẻ có những cái giới hạn về cái lưu lượng thở. Giảm thở. Beaucoup moins d'hypopnée que qu'auparavant. Ít cái giảm thở hơn là cái giai đoạn trước thôi. Alors, on va avancer ici, là, on est en 3 toujours, N3. Ici, on est toujours en 3, d'accord. Voilà le bas. Avec une respiration assez régulière, un peu de okay, on a un peu de débit, une hypopnée, et en passant. Et puis, à la fin du 3, souvent, on va repasser en stade 2. Souvent. Stop it, N3, back to N3. Yes. So the bigger wave is N3, then the 3 arousal 2 and 2. Tức là nó kết thúc của cái N3 ấy bằng một cái mi vi thức giấc và nó chuyển sang hệ N2 và giai đoạn N2. N2. Lors du 2, mais regardez quand même, je pense qu'on ne voit pas trop la différence. Sorry, sir, you can. Est-ce que vous pouvez redire le micro avec entre le N3 et N2? Could you back the microwave between N3 and N2? Không có microwave là bạn. Microwave. Tiếng Pháp nó là tiếng Anh nó arousal. Chứ không phải là microwave. Arousal, right? Arousal. Nói từ tưởng báo vi sóng á. Em gọi là microwave. The microwave. Avec un complexe K, là, probablement qui est pas très visible, mais il y a probablement un K. Sau thì nó có nhiều sóng K nhiều hơn. Trước thì cái sóng cái tần số nó nhanh hơn, nhanh bắt đầu nhanh trở lại. Ừ, cái đấy không điển hình. Không phải. Cái đấy thì không điển hình, không phải là điển Sorry, I mean that the yeah. From this point back, I mean this entry, and from this point then I think it enter. Yes. No mic arouser, no arouser between them, because I still the big way. You see,
Mai bằng cứ lên trên chỗ khác anh cho đọc hết xong này đầy đầy luôn. What you can see here. Cái chỗ, cái chỗ đấy là mọi người nhìn cái đấy không? Là c'est les yeux, c'est le kilogramme. Cái cửa động mắt ạ. Vâng. Cái cửa động mắt một chiều ạ. Cái cửa động mắt một chiều. So you got rapid eye movement. Yeah. Mọi người nhìn thấy cái mà cửa động mắt ở đây không? Okay. You mean the this is the eye movement in REM? Yeah. In opposite? In opposite? Opposite because it's fast. It's rapid movement. Between. Đây là cái phần mà ngừng thở, xong rồi có cái vi thức giấc sao? You can show me again the router. Five minutes and we stop. 5 minutes. Can you show me the arouser? Arouser. Tập trung vào để chỉnh từ đây đến giờ nhưng mà em không tập trung nên em không nghe được đấy. Là on a vraiment des mouvements oculaires. Rapide dans notre position. Cửa động mắt nhanh nghịch trường ấy. Et puis un aspect de jeu plutôt en tension, on dit en sommeil par le sein. Cái này là trong có thể là trong giai đoạn ngủ đêm. Alors, regardez le EMG du menton, il n'est pas très bon sur toute la nuit. Il est assez plat, donc il est plat, mais il était déjà plat avant. Ở đây thì cái cơ cằm thì có vẻ là cả đêm chẳng thay đổi. Mais par contre, là, on a des bons mouvements oculaires rapides. Oui. Allô? En notre position de phase, c'est très, très beau. Là, ils sont vraiment. Là, thì chúng ta thấy rằng là cái cử động mắt nhanh thì nó tương đối là. Cet aspect de jeu qui est. Visuellement, ça ressemble un peu à de l'éveil, mais c'est un peu en dents de scie avec des rythmes assez rapides quand même. Chúng ta là REM thì các cái sóng này nó cũng tương đối nhanh, chúng ta dễ nhầm với cả giai đoạn thức, tức là các cái sóng mình trong gương. Không biết là anh đang ở trên phòng hội trường không? Còn các cử động mắt anh tiếp theo. Có vấn đề gì không? Là một cái bài tập rất là đây là cái giai đoạn mà các bạn thấy là rất là điển hình cho cái giai đoạn giấc ngủ bình thường. Em ok được rồi. Rồi sẽ anh sẽ có mặt lại cho. Là, y a un micro-réveil aussi à la fin de l'événement. Và ở đây thì ở phía đoạn đầu màn hình Epoch đấy các bạn thấy là có một cái vi thức. Vi thức sau thì biến cố. Mouvement oculaire, il faut attendre, hein, quoi, parce que parfois il se passe. Deux minutes, sans qu'il y ait de mouvement oculaire. Ça vient par ça. Donc, faut les attendre. Il faut se repérer à l'électromyogramme. Mais encore une fois, là, ce que je vois des gens qui n'est pas bon, là, il est tout ça. Et là, à la fin du sommeil paradoxal, on la pressent avec le changement du tonus du muscle du menton. Thường thì ở cuối cái mà
khi mà hết cái giai đoạn ngủ REM sẽ cái chức lực cái cơ cầu sẽ tăng lên. Thì vẫn trong cái giai đoạn ngủ REM. Très souvent à la fin de la phase de sommeil paradoxal, on a une phase d'éveil, parfois très courte. Thì mà thường là cuối cái giai đoạn ngủ REM nó sẽ có cái ý thức và nó tăng cái chức lực cơ. Anh hay tìm. Là voilà. Thức luôn. D'accord. Là on était toujours en sommeil paradoxal avec des mouvements oculaires. Luôn luôn nhìn thấy cái cử động mắt nhanh rồi. Ici. Ouais. Ici, il n'y a pas de mouvement oculaire rapide. Mais comme on avait du REM avant et qu'il n'y a pas eu d'événement, on continue à dire que c'est du REM, même s'il n'y a pas de mouvement oculaire rapide. Tức là khi mà đã nhìn thấy một cái cử động mắt nhanh rồi, thì chúng ta sẽ xác định đấy là giấc ngủ REM. Và kể cả những cái giai đoạn sau đấy, chúng ta không nhìn thấy cái cử động mắt nhanh nữa, nó vẫn là một giai đoạn REM. Không phải lúc nào cũng cần một cái cử động mắt nhanh trên này mình xác định được REM. S'il y avait eu un micro-éveil, on aurait dû changer pour remettre en stade 2, par exemple. Et comme il n'y a pas eu de micro-éveil, on garde le REM. Khi mà không có vi thức rất là cả. Nếu mà có vi thức, thì nó sẽ chuyển sang cái giai đoạn sớm hơn, cái giai đoạn N2 trước. Và nếu mà không có cái vi thức, nó vẫn tiếp tục là REM. Thì sau đấy vẫn tiếp tục là REM nếu không có vi thức. Voilà, la phase d'éveil qui est très courte, hein, là, qui suit le... La phase de sommeil paradoxal, et tout de suite il se ralentit un peu. Il repasse en 2. Et il repasse en 1 et puis rapidement en 2. Donc là, encore une fois, c'est pas bon au niveau du. Voilà, on commence à revoir. Complexe K, les spindles, on est repassé en stade 2. Avec l'hypopnée, micro-éveil, et ainsi de suite. Ok, c'est plus clair? Tu as fait practice. C'est comme la musique, le sommeil, ça se lit comme une portée de musique pour avoir l'œil sur plusieurs canaux en même temps. Ok, on arrête, we stop now? Tu passes de Graya? Ok. Je remonte juste le compte rendu. Donc, Alice, quand on a fait toute l'analyse. The report. La respiration, enfin, après on commence à dépendre. Moi je commence par faire le sommeil et je fais la respiration après. Alors, dans le système NOX, c'est pratique aussi, on a un calcul de recherche automatique des micro-éveils. Micro-éveils liés aux événements respiratoires, micro-éveils liés au mouvement périodique de jambes s'il y en a, etc. Donc là aussi, ça nous facilite le travail, mais il faut vérifier après parce que oui, il en oublie. Là, vous voyez, non, on n'a pas fouillé parce qu'il y a beaucoup d'apnée. Peu importe. Mais il faut valider. Donc ça demande quand même, même quand on a l'habitude, ça prend, moi, ça me prend à peu près 20 minutes de lire une polysomnographie quand elle est de bonne qualité, quand les signaux sont de bonne qualité, 20 minutes environ. Mais bon, quand on a l'habitude, et quand on commence, on va passer 2 heures, 3 heures. Thậm chí nó có thể ghi được là cái duy thức này liên quan đến đúng hấp hay không, hay là duy thức này liên quan đến những cái do những nguyên nhân khác, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải luôn kiểm tra. Thường thì chúng tôi phải đọc cái này để kiểm tra cả những cái mà cái chất lượng của bản ghi nữa. Donc ensuite on édite un rapport de polygraphie de polysomnographie quand on choisit, quand on construit, donc construction automatique du rapport. On choisit le format comme on veut, avec bien sûr le nom, le prénom, le poids, la taille,
Và khi sau đấy thì máy nó sẽ tự cho chúng ta một cái bản kết quả, hoặc tính toán một kết quả ra được. Dưới cái dạng, những cái dạng mà cái form khác nhau, ta có thể thay đổi được cái form khác nhau. Donc ensuite, on va avoir, là on choisit aussi, on va avoir les différents stades de sommeil, la durée de chaque stade. On a d'abord pendant le temps de sommeil total, une période de sommeil total, le temps réel de sommeil, efficacité, vous voyez 44%, parce qu'elle a eu mon pictogramme là. Elle a eu une longue période d'éveil là, pendant la nuit, cette dame-là. Encore une autre période d'éveil là. Donc, elle a une efficacité de sommeil qui est faible, 44%. Temps de sommeil par rapport au temps passé. Những cái nó sẽ tính toán cái hiệu suất của giấc ngủ, cho nên nó sẽ thấy một cái đoạn bệnh nhân thức nằm trên giường nhưng mà không ngủ thức. Dù đây thì cái hiệu suất là chỉ 44%, nhưng mà chỉ khoảng một nửa thời gian bệnh nhân nằm trên giường là bệnh nhân ngủ, còn lại là bệnh nhân thức. Donc on a la durée de chaque stade, la proportion de patients chaque stade par rapport au temps de sommeil total, 50%, enfin 47,8 de stade. C'est pas très pathologique. Hein. Stade 3, 17%, c'est plutôt 20-25% normalement. Sommeil paradoxal, 17%, c'est aussi plutôt 20-25%. Donc il y a une petite diminution du sommeil non profond, petite diminution du sommeil paradoxal, et surtout une augmentation de la veille intra-sommeil de 15%. Tỷ lệ phần trăm của cái giai đoạn trong cái thời gian bệnh nhân ngủ như là giai đoạn giấc ngủ N1 là N2 là bao nhiêu, lên N2 là 47-8%, rồi N3 thì là 17, giai đoạn ngủ mắt nhanh là 17, hơi giảm tí, tức là ở đây thì cái giai đoạn giấc ngủ sâu và ngủ REM nó hơi giảm. Ensuite, les événements respiratoires, les index des événements respiratoires, donc index apnée obstructive 10, centrale de 0, mixte de presque 0, hypopnée 38. Donc ça fait un index d'apnée hypopnée totale à 50,1. Đây thì các cái chỉ số về các cái ngưng thở, những chỉ số ngưng thở tắc nghẽn thì được 8. Chỉ số ngưng thở trung ương thì 1, chỉ số ngưng thở hỗn hợp 1,6. Chỉ số giảm thở là 38,6. Nhìn chung với cái chỉ số mà ngưng giảm thở nó chung ấy, Les micro-éveils, donc micro-éveils d'auto, micro-éveils liés aux événements respiratoires. Donc, ce qui nous fait un index de micro-éveils liés aux événements respiratoires à 13. On vous rappelle, la limite, c'est 10. Hein, on a donc une fragmentation du sommeil liée aux apnées hypopnées. Cái chỉ số mà vi thức giấc liên quan đến các biến cố hô hấp ấy, thì đây là 13. Nó trên cái giới hạn bình thường là 10. Có nghĩa là bệnh nhân phải có cái tình trạng giấc ngủ có bị tăng mạch. Vous avez aussi les index selon la position sur le dos, ouais, là, un index apnée hypopnée à 66 en position sur le côté non dorsal 35. Donc ça c'est habituel, elle fait presque deux fois plus d'apnée hypopnée sur le dos par rapport à sur le côté, il y a une composante positionnelle importante. Đây thì nó tính nhất là cái chỉ số AHI, chỉ số ngưng giảm thở theo tư thế. Rõ ràng khi bệnh nhân mà nằm ngửa ấy, thì cái chỉ số nó cao hơn gấp đôi so với bệnh nhân khi bệnh nhân nằm nghiêng. Đấy. Nằm nghiêng một bên thì chỉ số ngưng giảm thở nó giảm. Có nghĩa cái hiện tượng ngưng thở có liên quan đến tư thế của bệnh nhân. Un index apnée hypopnée en sommeil paradoxal, donc 68, hein, donc un nombre plus important, c'est habituel aussi chez dans les syndromes d'apnée, d'avoir encore plus d'événements en sommeil paradoxal. Và cái một cái nữa đó là cái chỉ số ngưng giảm thở trong cái giai đoạn ngủ REM, ngủ rất là bình thường, rất là cao, 68,1, tức là
nó liên quan đến thử của em. Le ronflement, elle ronfle pendant 40% du temps. Thời gian ngủ ngáy chiếm 40% thời gian mà đo. Et puis donc la saturation, donc un index de désaturation, épisode de désaturation d'au moins 3%, 46 par heure, donc un index de désaturation élevé qui est corrélé avec l'index de la fille hypopnée. Cái tiếp theo là cái chỉ số về chỉ số giảm độ bao oxy máu, chúng thấy một cái điểm là nó là 46, tức là cái chỉ số này nó sẽ tương đồng với cái chỉ số ADI, gần bằng với chỉ số ADI. Mais elle n'a pas de désaturation très profonde puisque bon, elle chute à 74%, mais seulement 6% du temps en dessous de 90%, ce qui est pas énorme. Thế là bệnh nhân này thì nó cũng giảm oxy đấy, không phải là sâu lắm, thời gian mà giảm chỉ dưới 90%, nó khoảng là 29 độ đúng không ạ? Có cái giảm ở trên thấp nhất là trung bình đúng không, là 74 cả 93 phần chín. Et enfin les indications sur la fréquence cardiaque. Et alors au passage j'en ai vu. Có những cái mà chỉ số về nhịp tim của bệnh nhân. Donc au passage sur quand on revise les paramètres EEG pour faire les stats de sommeil, on a en dessous la fréquence électrocardiogramme. Donc là vous voyez qu'elle n'est pas strictement en sinusale en permanence. Hein. Il y a des petits épisodes d'extrasystole auriculaire apparemment. Bon, enfin, il y a pas de gros trop dur. Il faut toujours avoir un œil sur le CG parce que parfois on peut voir des épisodes de trop du rythme supraventriculaire, voire de. Cái nhịp tim thì chúng ta bên cạnh những cái chỉ số chúng ta có thể xem trên cái nhịp tim của bệnh nhân. Trên cái bản ghi ở đây thì nó cũng phát hiện được vài thông số chẳng hạn, hay là một số nhĩ ở thất chẳng hạn. Đây cũng có nhịp tim ở đây. Donc on a la page de résumé, page de résumé de la nuit avec là en haut la position, l'hypnogramme, les événements respiratoires en rouge, les apnées en bleu, les hypopnées, la saturation, donc c'est classique hein, avec dès qu'elle s'endort, on voit bien les oscillations de la saturation, les chutes. Plus importante de les désaturations pendant les phases de sommeil paralysien, c'est vraiment caractéristique. Hein. Les variations de fréquence cardiaque en sens inverse. Trên trong cái phần là cái bảng tóm tắt là các cái dữ liệu thì thấy rằng là đầu tiên là các cái biểu đồ về tư thế của bệnh nhân, hai là cái biểu đồ các cái giai đoạn giấc ngủ, ba là các cái biểu đồ về các biến cố, màu xanh thì sẽ là cái giảm thở. Màu đỏ thì sẽ là cơn ngưng thở, và bên dưới nữa là SpO2 đúng không ạ, thì chúng ta thấy nó sẽ giảm các cái giai đoạn của bệnh nhân ngủ REM. Rồi xuống dưới nữa là cái giai đoạn nhịp tim của bệnh nhân thì nó sẽ biến đổi và dao động nhiều hơn ở cái giai đoạn mà giấc ngủ thường hay ngủ REM. J'attends parce que c'est il fait ça, votre note? Il fait la même chose? Oui. Avec tous les notes font ça. Pour le note, c'est très clair. Pour interpréter les pages. Oui. Mais non, je veux dire, parfois, il tourne, il faut attendre. Et alors, la conclusion. Voilà. Donc, en conclusion, j'ai mis syndrome d'apnée. Obstructive au cours du sommeil sévère, index d'apnée hypopnée 50 par heure. Bon, nous, une patiente là qu'on va convoquer ou qu'on va le faire, je ne sais plus quand ça date, ça doit être fait, pour lui proposer qu'est-ce qu'on ferait là. Tức là chúng ta sẽ có cái phần cuối cùng là cái phần đưa ra cái kết luận, đúng không ạ? Kết luận chung về cái hướng xử trí
đây là bệnh nhân có hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nặng với cái chiếc chỉ số tương ứng và cần cái trao đổi để chúng ta đưa ra cái hướng giải quyết tiếp theo cho bệnh nhân. Donc je rappelle, c'est une dame de, qui est âgée de 71 ans, qui est obèse, un BMI 36,7. Elle n'a pas de somnolence diurne excessive. Elle a un score de coiffe à 1, normal. Một là bệnh nhân nữ 71 tuổi, có cái béo phì, chỉ số BMI tăng. Thế nên cái tình trạng buồn ngủ ban ngày thì cũng không phải là nặng. Em vuốt thì có một điểm. Elle se plaint d'une dysurie et elle a une dyslipidémie et sur le plan cardiovasculaire hypertension. Cái có những cái vấn đề như là ví dụ bệnh nhân có cái tiểu đêm này, có những cái tình trạng rối loạn chuyển hóa như là rối loạn lipid máu này và bệnh lý tim mạch tăng huyết áp. Yes, okay. Chúng ta sẽ làm gì tiếp? Polysomnography à, anh chị ơi. Các bạn làm gì ạ? C'est polysomnographie. Et oui, on lui a, on va lui proposer une CPAP. Hein. Lui conseiller de maigrir aussi, de diminuer le poids, de maigrir. Que bien ça que non. Oui, c'est difficile. Ouais. Oui, oui, c'est très difficile de reprendre une activité physique ou d'avoir une activité physique, mais c'est vrai, c'est difficile de les faire maigrir. Quand on a toujours la cuisine, il y a un cuisine qui est en train de se faire. Quand on a toujours la cuisine, on va laisser sonner, ça va s'arrêter. Voilà. C'est une histoire très classique, hein. Ça, c'est vraiment. Cái trường hợp nó rất là hay gặp, đúng không? Rất kinh điển. Oui, il y a un facteur positionnel, oui. Mais bon, sur sur le côté. Sur le côté, il a un index d'apnée hypopnée à 35 quand même. Pourquoi il ne s'arrête pas en cours de famille ? Cái chỉ số nó là bao nhiêu nhỉ ? 35. Đây là cái chỉ số mà ngủ nằm ngửa với cả nằm nghiêng đúng không ? Nó khác biệt đấy. Bon, ça va ? Ok, ça va. Oui. On arrête là encore aujourd'hui. Oui, on n'arrête pas aujourd'hui ici. Et demain, on va continuer. Donc demain, on fera le traitement, essentiellement le traitement par CPAP. Est-ce qu'on doit préparer le machine CPAP? J'en ai une, je vais l'apporter demain. J'en ai une, je vais apporter un appareil CPAP avec des masques. Pour préparer un volontaire pour essayer. Ah oui. Mai thì mọi người sẽ thực tập máy thở. On va tirer au sort. Thầy sẽ mang máy thở, mát thở đấy. Người làm người tình nguyện đeo mát để thở. On va tirer au sort. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Anh cứ cho anh là mất mặt đâu hoặc là anh mất mặt đâu mai đâu không ai hỏi lớp mình có ai đăng ký tham gia có bằng này hỏi nhiều đi ăn đi.
không ngày mai không cho hỏi nữa. Có anh Hải bên Việt Đức, anh Hải đi cùng các thầy không anh Hải? Ai mà mấy bạn thì em thì mới vào Huế này, em làm thầy nhà không gì đâu. Non, on va m'assurer sur les unes, mais je vais prendre les unes.